Từ ngày 8 đến ngày 17 tháng 3 năm 2023, sân chơi đỉnh cao quy mô quốc tế của xe đạp nữ khởi động. Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 13 năm 2023 Cup Biwase. 10 chặng đua, tổng cự ly 1.101 km đi qua các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ như Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu và trở về Bình Dương. Lộ trình đua khắc nghiệt bậc nhất cùng những đoạn đèo hiểm trở của vùng đất Tây Nguyên, thử thách tinh thần, sức mạnh ý chí và nỗ lực của các bóng hồng xe đạp. 11 đội đua mạnh trong nước, 7 đội đua quốc tế tranh tài để giành những giải thưởng giá trị. Áo vàng tay đua có thành tích chung cuộc tốt nhất. Áo xanh nước rút. Áo đỏ nữ hoàng leo núi. Áo trắng tay đua trẻ xuất sắc. Và áo hồng Miss Biwase. Hãy đón theo dõi và cổ vũ cuộc đua qua các chương trình đặc sắc của BTV Thể thao, của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 13 năm 2023 Cup Biwase. Thử thách bản lĩnh, tỏa sáng tinh thần phụ nữ.